Xin chào các bạn, mình là Bảo Nhi, học sinh lớp 8A B4 trường trung học cơ sở Wall Spring. Còn mình là Phúc Tường, học sinh lớp 10A B4 trường trung học phổ thông Wall Spring. Chào đón các bạn đến với đại gia đình Wall Spring. Vừa xong là một số hình ảnh về các hoạt động của quỹ trường chúng tớ. Trường trung học Wall Spring bao gồm hai cấp là trung học cơ sở và trung học phổ thông, nằm trong hệ thống của trường phổ thông song ngữ liên cấp Wall Spring. Hai trường đều có những nét chung và những nét riêng rất nổi bật. Hôm nay chúng tớ sẽ bật mí cho các cậu biết những điều đặc biệt về trường trung học Wall Spring. Trường có diện tích lên đến 40.000 m², là điều kiện thuận lợi để mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có một khu học tập riêng, được thiết kế phù hợp với đặc điểm từng độ tuổi học sinh. Ở Wall Spring, mỗi tòa nhà đều đặt tên theo những giá trị mà Wall Spring cố gắng tạo dựng mỗi ngày. Là một trường song ngữ, môi trường học tập ở Wall Spring hướng đến yếu tố quốc tế, từ cơ sở vật chất đến phương pháp giảng dạy hiện đại. Chính vì vậy, ở Wall Spring chúng mình được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của một trường song ngữ có yếu tố quốc tế, đúng không anh Phúc Tường? Đúng rồi Bảo Nhi, mỗi phòng học ở Wall Spring chỉ có 20 đến 24 học sinh. Phòng học được thiết kế theo lối đa dạng, bàn ghế dễ di chuyển, phù hợp với nhiều mô hình học tập khác nhau. Mỗi lớp học đều được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, loa, bảng tích hợp, máy chiếu, điều hòa nhiệt độ hai chiều. Mỗi bạn học sinh sẽ có một tủ lốp cờ để được đồ dùng cá nhân khi ở trường. Các phòng học đảm bảo các yêu cầu thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên, tạo không gian học tập tốt nhất cho học sinh. Mỗi chi tiết nhỏ luôn được nhà trường chú ý để đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Ở Wall Spring, mỗi học sinh cần chủ động với những kiến thức được học để ứng dụng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, nhà trường có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để học sinh thực hành các kiến thức được trang bị. Đó là các phòng chức năng về cơ sở vật chất tốt nhất theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục cũng như là bảo đảm các yếu tố quốc tế. Các phòng thí nghiệm vật lý, sinh học, hóa học được thiết kế theo yêu cầu đặc thù của từng bộ môn học và phù hợp với lứa tuổi của học sinh. Phòng thí nghiệm trung học phổ thông có các bộ thí nghiệm hiện đại của PASCO Hoa Kỳ. Wishers chúng mình được học lý thuyết thông qua các phòng thí nghiệm để trực tiếp trải nghiệm và hình thành kiến thức. Phòng công nghệ thông tin được trang bị rất nhiều máy tính hiện đại, được kết nối mạng tốc độ cao, phục vụ học tập và nghiên cứu của các học sinh. Phòng thực hành nấu ăn có đầy đủ đồ gia dụng như tủ lạnh, bếp từ, lò nướng. Nguyên liệu học tập được các thầy cô chuẩn bị theo từng tiết học. Không chỉ có thư viện, chúng tôi có không gian đọc sách tuyệt vời tại Book House, nơi truyền cảm hứng cho những tâm hồn yêu sách. Ở Wall Spring, chúng mình luôn được truyền cảm hứng về văn hóa đọc sách một cách khoa học. Hội trường Fashion Hall có sức chứa 700 người với đầy đủ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, điều hòa trung tâm. Fashion Hall là nơi chúng tớ tự tin tỏa sáng với ánh đèn sân khấu cũng như trước nhiều khán giả. Ngoài ra, ở mỗi cấp học đều có những phòng chức năng được thiết kế theo yêu cầu như phòng âm nhạc với các loại nhạc cụ như đàn, trống. Phòng mỹ thuật là nguồn cảm hứng để học sinh tạo nên những kiệt tác. Phòng STEM là nơi để học sinh cùng nhau thỏa sức sáng tạo những sản phẩm cho riêng mình. Ở Wall Spring có đầy đủ điều kiện để Wishers lựa chọn học tập những môn thể thao theo sở thích. Điều này không chỉ giúp chúng mình rèn luyện sức khỏe, mà còn có ý nghĩa để chúng mình tự tin hòa nhập với bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động thể thao khi du học sau này. Một sân bóng đá 20x40m dành cho 5 người đạt tiêu chuẩn FIFA với mặt nền bằng phẳng, độ dốc đạt yêu cầu, mặt sân được phủ lớp cỏ nhân tạo dày. Hai sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng rổ quốc tế, một bể bơi nóng lạnh 4 mùa có kích thước 12,5x25m, đảm bảo vệ sinh nước bể theo định kỳ, công nghệ xử lý nước bằng máy điện phân từ muối iốt hạt tinh ra clo. Hai phòng tập đa năng được thiết kế phù hợp với nhu cầu vận động thể chất theo từng lứa tuổi học sinh như bóng bàn, cầu lông, võ thuật, gym. Phòng gym ở đây cũng là một điểm nổi bật về cơ sở vật chất ở trường Wall Spring, được thiết kế và đi vào vận hành từ năm học 2018-2019 với tiêu chí khỏe mạnh, sáng tạo. Khỏe thể chất, mạnh tinh thần, sáng trong tâm, tạo hạnh phúc. Đối với cấp trung học phổ thông, môn học Body Fitness là một học phần chính khóa trong môn thể dục với các mục đích nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện về thể chất. Đây là căng tin trung học Wall Spring, có sức chứa lên đến 900 học sinh. Chúng ta sẽ ăn ở căng tin 3 bữa, sáng, trưa và bữa xế. Thực đơn hàng ngày và hàng tuần được thiết kế theo tiêu chuẩn về dinh dưỡng. 3 bữa ăn sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng cho một ngày học. Nguồn thực phẩm được các cô chú phòng bếp ăn lựa chọn, chế biến theo đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế và nhà trường. Tuy nhiều không gian, cơ sở vật chất được thiết kế để học sinh hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng sử dụng, nhưng cụ thể trong từng không gian cũng có sự sắp xếp phù hợp nhất đối với tuổi học sinh từng cấp. Điều khác biệt lớn nhất chính là các hoạt động dạy học được thầy cô thiết kế đa dạng, linh hoạt, mang đặc thù riêng từng cấp học. Đối với cấp trung học cơ sở, chúng mình được phát triển tư duy sáng tạo, bên cạnh đó là hình thành ý thức chủ động trong quá trình học tập. Điều đó được thể hiện bằng cách trong mọi hoạt động học tập của học sinh,
luôn có sự theo dõi và dẫn dắt của giáo viên, nhưng các thầy cô giáo chỉ đóng vai trò định hướng và truyền cảm hứng cho học sinh. Học sinh sẽ tự chủ động khám phá tri thức và tìm ra giải pháp cho các yêu cầu của giáo viên. Ở Wellspring, chúng tớ được tự do bày tỏ quan điểm, hiểu biết cá nhân cũng như thỏa sức sáng tạo những câu chuyện của riêng mình. Những câu chuyện, những bài học không chỉ có trên trang giấy mà còn được liên hệ rất tự nhiên với đời sống. Dạy học dự án chính là một trong những điểm mạnh của nhà trường. Wizard chủ động thực hiện các dự án học tập theo yêu cầu của từng môn học, nhưng có khi lại là sự kết hợp kiến thức liên môn học. Trường Trung học cơ sở Wellspring có nhiều sự kiện, hoạt động ngoại khóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ học thuật đến nghệ thuật, để học sinh có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Bên cạnh đó là 21 câu lạc bộ, để học sinh có thể tự do lựa chọn, nhà sân chơi hùng biện tiếng Anh Testwit, sân chơi âm nhạc S-Pay, hay các cuộc thi công nghệ như WeTech. Thông qua các hoạt động chủ nhiệm, tâm lý, học sinh được thầy cô hỗ trợ cũng như tư vấn thường xuyên theo nhiều hình thức khác nhau nhằm bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng mềm. Ở trung học phổ thông, các Wisher ở đây không chỉ được phát triển các kỹ năng để trở thành một công dân toàn cầu thế kỷ 21 mà chúng mình còn được định hướng nghề nghiệp thông qua ban tư vấn du học và định hướng nghề nghiệp của nhà trường. Chúng mình đã đến những nơi như các nhà máy sản xuất và các cơ sở sản xuất khác nhau. Đó là nơi mà chúng mình được thỏa sức khám phá và tìm hiểu. Dạy học giải quyết vấn đề và dạy học thông qua dự án là điểm mạnh của chương trình đào tạo cấp trung học phổ thông Wellspring. Các chủ đề học thuật và các hoạt động giáo dục luôn yêu cầu Wishers phải tư duy logic, tìm dẫn chứng ở nhiều khía cạnh để có câu trả lời chính đáng. Mỗi học sinh được phát huy sự chủ động trong từng tiết học, từng hoạt động và mỗi sản phẩm giáo dục mà chúng tớ là những người trực tiếp tạo ra. Từ mỗi tiết học tới những khóa trải nghiệm, Wishers được rèn luyện các kỹ năng như tư duy độc lập, tư duy phản biện, tinh thần hợp tác và giải quyết vấn đề. Giai đoạn trung học phổ thông là khi mỗi cá nhân có nhiều thay đổi. Những thay đổi của chúng tớ đều được thầy cô quan tâm, định hướng và dẫn dắt để những sự thay đổi đó trở thành những giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống. Với khẩu hiệu From Students, For Students and By Students, học sinh trung học phổ thông tự tin, chủ động đề xuất xây dựng và điều hành tổ chức mọi dự án, sự kiện. Dựa trên những mong muốn và nguyện vọng của mình, chúng mình được thầy cô tôn trọng khi đưa ra ý kiến và bảo vệ quan điểm. Nhưng điều quan trọng, mỗi học sinh luôn ý thức được việc lắng nghe, tiếp thu góp ý từ thầy cô. Do vậy, mỗi dự án của chúng tớ cứ tốt lên theo thời gian. Wellspring Student Council hay Hội học sinh Wellspring là tổ chức được thành lập với sứ mệnh đại diện cho tiếng nói toàn thể học sinh trường trung học Wellspring. Hội đại sứ Wellspring là một tổ chức của học sinh với 5 nhóm đại sứ xuất sắc: cảm hứng, tự tin, sáng tạo, thử thách và đam mê. Hội đại sứ đã tổ chức rất nhiều các sự kiện thú vị để các bạn học sinh trong trường được hòa mình vào không khí vui vẻ của Wellspring. Các câu lạc bộ do Wisher sáng lập và tổ chức các hoạt động như Spirit of Writing, Vivid CD, Mayban là những minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự độc lập, trưởng thành của Wisher Trung học Phổ thông. Vậy là một ngày học tập ở Wellspring đã trôi qua thật là nhanh. Đối với Wisher, Wellspring không chỉ là trường học mà còn là ngôi nhà thứ hai. Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, hoạt động học tập hấp dẫn, cuốn hút, tạo nên sự say mê và hào hứng của mỗi học sinh. Điều quan trọng là mỗi cấp học ở Wellspring tuy có những điểm khác nhau, nhưng đều được xây dựng dựa trên một lộ trình tổng thể, xuyên suốt theo từng giai đoạn để Wisher chúng mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Có thể nói, học tập ở Wellspring là một hành trình mang dấu ấn của cá nhân học sinh, chứ không đơn thuần là một lộ trình do nhà trường vạch sẵn. Wellspring chính là người bạn đồng hành cùng chúng tớ trên con đường phát triển tương lai. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.